là đài truyền hình SBTN Texas. Hi Nhi xin kính chào quý khán giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh và Xí nghiệp cùng với vị khách mời của chương trình. Hi Nhi xin trân trọng giới thiệu với quý vị giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, xin kính chào giáo sư ạ. Vâng, xin mến chào cô Hi Nhi, kính chào quý khán thính giả của đài SBTN Texas ạ. Dạ vâng, kính thưa giáo sư, không biết là trong một tuần vừa qua thì tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ như thế nào, có những thay đổi đáng kể nào hay không, cũng như là tình hình kinh tế trên thế giới thưa giáo sư? Vâng, tình thường tháng kinh tế stock của market của Hoa Kỳ như quý vị biết trong cái thời gian 6 tháng nay, trong ngay cả trong tuần có khi lên khi xuống, và cái ngưỡng cửa của Dow Jones 30 đó gần như là khó mà ở cái mức vững chãi mà ở trên 34.000 và giữ vững cái mức đó và luôn luôn tiếp tục đi lên. Nó chuyện này nó chưa xảy ra, nó lên tới gần 34.000 rồi sụt xuống rồi lên xuống, thành ra nó thay đổi khá nhiều. Tình trạng stock market hiện tại kết thúc là ở ngưỡng cửa Dow Jones 30 là 33.800, trong khi đó S&P 500 là 4.000 khoảng 4.080 điểm, Nasdaq là 11.700 điểm và Russell 2000 là 1.900 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ cái mức tròn trềm ở cái mức là $80, giá vàng là 1.875 đô la một ounce, và công cố phiếu 10 năm hiện tại là 3.74 đô la. Chiều hướng cho thấy là những cái gói nợ hay tiền lãi cho những địa ốc 15 năm, 30 năm, 20 năm hay là vay mượn để mua xe đang trên đường đi xuống, vì người ta vẫn triển vọng rằng quỹ tiền tệ liên bang mặc dầu không chấm dứt gia tăng tiền lãi nhưng mà tiếp tục gia tăng một cách rất là nhẹ nhàng, và ông đã làm chuyện này cách đây vài tuần trong lần đầu tiên của năm 2023 thưa cô. Dạ vâng, kính thưa giáo sư, cũng được biết là trong tháng 1 năm 2023 thì đã có rất là nhiều công ăn việc làm mới đã được tạo ra với con số là 515.000, tăng gấp đôi cái mức bình thường nhưng lại làm cho stock market giảm. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về tình hình này thưa giáo sư. Vâng, chung quy là trong nền kinh tế đó, trong một tháng đó, khi mà những chuyện xảy ra đó thì luôn luôn có những công ăn việc làm mất đi, có nghĩa người ta khai tiền thất nghiệp, và ngược lại lại có những công ăn việc làm mới được tái tạo hay là được mở ra trở lại. Thì trung bình người ta theo dõi đó là hai cái chỉ số là nạn thất nghiệp, bằng cách là người ta khai nạn thất nghiệp, khai báo nạn thất nghiệp để hưởng lợi phúc lợi. Còn một cái index khác người ta theo dõi là những công ăn việc làm tái tạo được mở ra. Thì con số quân bình á, thường thường là khoảng 200 cho đến 250.000 gọi là ổn định. Nó khá, 150.000 trở xuống thì gọi là tệ. Nhưng mà trong tháng 1 vừa qua đó, công ăn việc làm đã được tạo ra như cô đã nói đó, gần như gấp đôi cái mức bình thường. Thì đây là một cái chỉ số cho thấy là công ăn việc làm vẫn mạnh vì nền kinh tế mạnh, và nạn thất nghiệp lại giảm xuống 3.4%. Đây là một cái mức thất nghiệp thấp nhất trong gần trên 56 năm trở về lại. Chưa bao giờ thấp như vậy, là tại vì kinh tế của Hoa Kỳ 3.5% gọi là full employment, có nghĩa là có công ăn việc làm đầy đủ cả. Vì có nhiều người luôn luôn không muốn đi làm chứ không phải là thất nghiệp. Thật ra 3.4% là nó tối ưu chưa bao giờ có. Mà công ăn việc làm lại được mở ra, có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng cái áp lực để tìm nhân viên sẽ khó khăn hơn vì nạn thất nghiệp đã thấp, mà bây giờ lại có nhu cầu thêm cho công việc làm thì tất nhiên là lương phạm sẽ gia tăng. Đó là lý do mà khi mà có tin tức, đáng lẽ đây là một tin rất là tốt vô cùng, nhưng mà stock market lại đi xuống khi chuyện này xảy ra, là tại vì họ nghĩ rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ phải tiếp tục gia tăng tiền lãi vì cái áp lực cho nạn lạm phát vẫn tiếp diễn, và đây là cái lý do mà người ta lại không có lạc quan về nạn lạm phát sẽ ngừng lại và tiền lãi sẽ thấp đi, và Fed sẽ trong vòng 1-2 lần nữa sẽ ngưng đi. Thành ra đó là những cái phản ứng của trong thị trường là như vậy thôi cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư. Và kính thưa giáo sư, được biết rằng Tổng thống Biden cũng đã có buổi phúc trình của mình trước lưỡng viện quốc hội. Và không biết là trong buổi phúc trình này, Tổng thống Biden có nhấn mạnh những điểm nào liên quan đến phương diện kinh tế và ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào, thưa giáo sư? Vâng, đây là cái buổi phúc trình trước quốc dân và quốc hội, lưỡng viện quốc hội, trong cái gọi là bắt đầu của năm thứ ba của một cái nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Biden. Cái phúc trình quốc hội này và cái thông điệp đến toàn dân nó rất là quan trọng, vì người ta tiên đoán rằng ông sẽ tuyên bố tái ứng cử vào nhiệm kỳ thứ nhì. Luôn luôn một tổng thống nào đó mà nền kinh tế đi lên thì luôn luôn là được người dân cho điểm tốt, mà nền kinh tế đi xuống là cho điểm xấu, mặc dầu cái ảnh hưởng trực tiếp của tòa bạch ốc nó rất là giới hạn, nó rất là ít, nhưng mà cái đường lối của những cái policy hay là những đạo luật được quốc hội ban ra thì ảnh hưởng nhiều hơn, hay là những công ty cạnh tranh trên thế giới, thật sự là tổng thống không có ảnh hưởng đến kinh tế trực tiếp nhiều. Tuy nhiên cũng có một vài cái ảnh hưởng nho nhỏ, và tổng thống Biden đã nêu ra một vài cái điều mà ông nói rằng nhờ ông mà công ăn việc làm ở hiện tại ở mức là 3.4%, công ăn việc làm tái tạo trong tháng rồi là trên 500.000 công ăn việc làm. Thật sự ra những cái điều này đó, cái điểm tốt dành cho vị tổng thống bất cứ, không nhất thiết là Dân chủ Khởi động Cộng hòa, gần như là không có. Nhưng ông cũng nói rằng nhờ những cái đạo luật mà ông đưa vào quốc hội để mà tung ra 1.4 ngàn tỷ đô la trong cái năm đầu của ông đó đã tạo ra công ăn việc làm, thì cái đó là đúng, ông đã đưa vào, nhưng mà thật sự ra những cái đạo luật của ông nó không có tạo ra công ăn việc làm nhiều, mà nó lại làm áp lực thêm cho nạn lạm phát, vì tiêu pha số tiền rất là phí phạm đưa vào người dân thêm 1.400 đô la mà trong khi người dân không cần, và gia hạn cái gọi phúc lợi về nạn thất nghiệp, mà khi sự gia hạn này không cần thiết, thành ra người dân có tiền nhiều người ta xài, là nó đã tạo nên nạn lạm phát, mà nạn lạm phát là lý do mà quỹ tiền tệ liên bang. Thật sự đây là một cái điểm không tốt, nhưng mà trong cái thông điệp này ông nói đây là cái điểm mà chính phủ ông đã làm tốt cho nền kinh tế. Đó là những cái điều mà gọi là những tổng thống họ luôn luôn họ đưa ra, mình phải suy nghĩ coi đúng hay không. Cộng thêm ông cũng nói rằng những cái đạo luật như IRA, có nghĩa là Inflation Reduction Act đó, thì cái tên nó giống như là giảm nạn lạm phát, nhưng mà trong cái điều luật đó không có giảm lạm phát nhiều, chỉ trừ giới hạn cái số tiền mà prescription drug, có nghĩa là thuốc mà có toa bác sĩ cho insulin những người bị tiểu đường đó, được giới hạn mấy chục đô la thay vì nhiều, thì cái điều đó tốt, nó giảm cho gọi là chi phí cho người người lớn tuổi mà thiếu tiền. Ngược lại, những cái điều hạn khác, ví dụ như là tiêu pha cho xã hội này nọ, thì nó không ảnh hưởng nhiều vào nền kinh tế. Tuy nhiên, một những cái điều mà Tổng thống Biden đã đưa ra nó có cái điểm tốt đường dài cho Hoa Kỳ, đó là cái SHIP, gọi là SHIP, một cái đạo luật mà ủng hộ SHIP đó, để hỗ trợ kỹ nghệ SHIP cho Hoa Kỳ để cạnh tranh với lại Trung Quốc, thì điều này rất là tốt đường dài, nhưng mà trong cái thời gian ngắn hạn từ ngày ông đi lên thì chưa có kết quả, phải vài năm nữa mới có kết quả. Thành ra đó là những thông điệp mà chúng ta thấy từ Tổng thống Biden. Thì cái quan trọng hơn hết đó, mà ông nói rằng đó, là quốc hội cần phải đặt thêm 1% thuế cho những công ty mà quá nhiều tiền họ mua stock lại từ thị trường, thì tôi quan ngân điều đó, là tại vì mặc dù quốc hội chưa ban hành hay là chưa phủ quyết đặt thuế trên những công ty mà họ tung tiền ra để họ mua stock lại, vì trong đó họ biết rằng có những cái chiều hướng tốt cho công ty và sau này họ lợi nhuận, thì đó là cái hệ thống tư bản mà có thể họ lũng đoạn hệ thống, họ tung tiền ra mua stock trở lại từ quần chúng, để vì họ có những bí mật biết rằng có những cái product hay những cái service nào đó, những cái dịch vụ hay hàng hóa nào sắp sửa tung ra tung lai, họ mua với giá rẻ để sau này stock bán lớn đó, bị lợi đó, thì đó là điều tốt, cần phải ban ra để chi, để bớt đi cái gọi là cái thiếu hụt ngân sách. Nó có nhiều vài điều luật mà ông nói thì
có đúng có sai. Vâng, nhưng mà đại đa số ảnh hưởng đến kinh tế hiện tại thì tòa Bạch Ốc trong 2 năm rồi thật sự ra đã có ảnh hưởng không tốt về nạn lạm phát khi mà tung ra 1.4 ngàn tỷ vay mượn nhiều hơn trong cái thời điểm mà Covid đã được gọi là kiềm chế và không cần phải tiêu pha cái số tiền đó. Con số tiền nó rất lớn, nền kinh tế Hoa Kỳ không có phải vay mượn, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, được biết rằng tập đoàn CVS là một tập đoàn đã rất là nổi tiếng với những cái chuỗi nhà thuốc cộng đồng, đã tung ra mua lại công ty Oak Street Health với cái giá là 10.6 tỷ đô la và với hơn 600 người bác sĩ gia đình của công ty này. Và điều này ảnh hưởng như thế nào đến người đời sống của người dân và là một điều tốt hay xấu với cái việc thu mua này, thưa giáo sư? Vâng, đây là một cái chiều hướng mà tôi khá lo ngại, mặc dầu cơ quan antitrust SEC chưa có cản trở cái sự mua bán này. Đây là một cái công ty CVS, như quý vị biết CVS là công ty về dược phòng, có 10.000 cái dược phòng trên Hoa Kỳ và họ có pharmacist rất nhiều. Trước đó họ đã mua một công ty về cho những gọi là cả được 1.000 bác sĩ về primary care, có nghĩa là bác sĩ gia đình. Trước đó họ đã mua và họ muốn gọi là gia tăng cái dịch vụ chẳng những là cho gọi là thuốc, bán thuốc hay không, mà lại họ muốn có trong cái hệ thống network của họ là có những bác sĩ đến để chữa bệnh ở tại những cái địa điểm của họ. Và trong cái thời gian mấy năm gần đây họ lại mua cái hãng bảo hiểm là Aetna, là họ dùng cái data của bảo hiểm Aetna. Thành ra tôi rất lo ngại cái chiều hướng này tiến triển sẽ đưa đến một cái gọi là antitrust situation, là tại vì một công ty bán thuốc mà lại có bác sĩ, dĩ nhiên là họ phải có những cái luật lệ kiềm chế bác sĩ, không có khuyến khích người ta đưa to bác sĩ để là mua thuốc ở CVS rồi lại cái hệ thống bảo hiểm nữa. Mà đây không phải chỉ là CVS hay không, ví dụ như Walgreens họ cũng đã mua một cái công ty gọi là 600 Village MD, thì trong đó là họ đã có gia tăng thêm 200 địa điểm là những người primary care, bác sĩ gia đình. Rồi lại có cái công ty những công ty bảo hiểm như là United Health hay là Humana, họ cũng đã mua những cái hệ thống gọi là nursing home hay là healthcare. Thành ra cái sự sáp nhập mua qua mua lại của những công ty dược phòng hay là công ty bảo hiểm để mà sáp nhập với những cái group practice của bác sĩ những trong cái hệ thống này là được trả một cái lương khá cao, nhưng mà không có phải là private practice như hồi xưa, có nghĩa rằng có bệnh nhân thì họ lãnh tiền thẳng, cái này họ lãnh lương giống như một nhân viên của một công ty. Đây là một cái chiều hướng mà tôi thấy rất là nguy hiểm, mà biến những cái người bác sĩ này là trở thành nhân viên thì những quyết định của họ có thể sẽ không biệt lập như là trong quá khứ, và cái công ty về cái phẩm về care có thể ảnh hưởng đến bảo hiểm, đến thuốc men và đến chăm sóc của người bác sĩ là một nhân viên của một tập đoàn, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, theo những thống kê về lợi nhuận cho năm 2022 vừa qua, thì được biết rằng công ty Uber đã có những lợi nhuận kỷ lục với những cái mức profit đã rất là cao. Trong khi đó thì công ty cạnh tranh của công ty này là Lyft lại đưa ra những con số lỗ lã rất là nặng nề. Thì tại sao lại có những sự khác biệt rất lớn như vậy, thưa giáo sư? Vâng, như quý vị biết, những người nào đã xài Uber hay Lyft, đó là hai công ty lớn nhất. Uber thì lớn hơn công ty Lyft, Uber lớn rất là nhiều. Một công ty cái lợi tức có revenue gần 9 tỷ đô la, trong khi Lyft chỉ có 1 tỷ đô la. Và mỗi lần tôi đi du lịch thì tôi luôn luôn có cái app của Uber và Lyft. Mà nếu tôi gọi Uber mà không có thì tôi gọi Lyft. Mà nếu mà tôi thấy cái giá của Uber cao quá thì tôi lại qua Lyft, thì cái giá nó cũng 1.8, 1.10, đôi khi nó rẻ hơn. Nhưng thành ra hai công ty nó cạnh tranh rất là gắt gao. Cái sự gọi là điều hành của ban giám đốc Uber rất là thông minh. Khi kinh tế mở lại, người ta bắt đầu đi làm việc là trở lại một phần nào như du lịch đó, thì người ta dùng Uber rất nhiều. Nhưng mà cái điểm quan trọng chủ yếu là cái Uber Eats. Quý vị biết là những người hay mua đồ ăn trong cái thời Covid đó, thì thay vì đến mua đồ ăn những tiệm ăn đó thì họ dùng Uber, những quán ăn gần đó họ đem, họ giao hàng hóa cho đồ ăn, Uber có $5 để đưa thực phẩm đến.
thì đây là cái điểm mà đưa đến lợi tức cho Uber. Trong khi đó Lyft thì lại cũng được số người dùng nhiều hơn, nhưng mà trong cái thời điểm này họ lại bị đóng thuế, họ lại sa thải nhân viên vì họ nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể sẽ đi vào suy thoái, cho nên họ không bằng trướng đúng mức mà lại họ cho những người giám đốc, ban quản trị những cái stock option, cho nên khi lợi nhuận của Uber với Lyft là một trời một vực. Một công ty thì đưa ra cái lợi nhuận kỷ lục, trong khi đó Lyft thì đưa ra một cái lỗ lã kỷ lục. Đó là cái sự điều hành rất là không đúng thời gian, không đúng chuẩn của Lyft so với Uber, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, theo những cái xu hướng mới nhất thì được biết ra rất là nhiều người tiêu dùng đã rất là yêu thích xe điện và những chiếc xe của hãng Tesla, hay như chúng ta được biết là Việt Nam cũng đã tung ra những chiếc xe điện của hãng VinFast. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về thị trường xe điện, cũng như là chia sẻ những cái tình trạng về những chiếc xe VinFast của Việt Nam được cho là đã nhập cảng vào Hoa Kỳ, thì không biết là tình trạng những chiếc xe này đã đi về đâu, thưa giáo sư? Vâng. Ai hỏi thì họ cũng đều cảm thấy là họ thích xe điện, nhất là những người ở bên Âu Châu hay là bên Trung Quốc họ xài xe điện rất nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ thì chậm hơn. Mặc dù Hoa Kỳ hiện tại số người xài xe điện so với xe xăng dầu chỉ có 15% mà thôi, và họ tiên đoán rằng từ 23 đến 27 cái số 15% này sẽ gia tăng đến 24%, mà gia tăng từ 15% 24%, họ ước đoán rằng cái số người xe điện phải lên tới khoảng 2,5 triệu người để mua xe điện tới năm 2027. Thành ra bao nhiêu công ty đã chuyển hướng làm xe điện, mà hiện tại trong cái thời điểm như cô đã nói, VinFast cuối năm rồi đã chuyển qua Hoa Kỳ một cái chuyến tàu 999 chiếc, có nghĩa là gần như 1.000 chiếc, hai cái chiếc SUV là VF8 và VF9. Đến nay thì chưa có một chiếc xe nào giao hàng cả, họ đã trì hạn và họ gia hạn tới tháng 2 họ mới giao hàng, vì họ nói rằng họ cần update cái software, có lẽ là phần mềm, rồi họ mới giao hàng. Thì đó là một cái là bất lợi, là tạo nên cái mà sự bất tin tưởng. Trong cái khung cảnh cạnh tranh khốc liệt này đó, thì chính phủ liên bang lại đưa ra một cái luật, có nghĩa rằng luật thuế người nào mua xe điện dưới 55.000 đô mà những cái bình điện nào đó chế tạo ở tại Bắc Mỹ hay những quốc gia đồng minh Hoa Kỳ, thì người mua sẽ được tắt credit, có nghĩa được trả thuế trở lại 7.500 đô la. Xe VinFast là xe làm ở ngoại quốc không thừa nhận được cái điều khoản đó, nhưng xe Tesla lại được và những chiếc xe khác lại được. Thật ra đó là một cái bất lợi thứ nhì. Cái thứ ba nữa là xe Tesla đó, ông Elon Musk đã cảm thấy cái thị phần, có nghĩa là cái market share đó, càng ngày càng suy giảm, mất đi tới 15%, mặc dầu xe họ bán càng ngày càng nhiều. Cho nên ông đã hạ giá một cách ồ ạt 20% cái xe Model Y và Model 3. Cái Model đó sẽ giảm nhiều lắm. Ví dụ như một cái xe đó của Tesla đó, lúc trước là 60 mấy ngàn, bây giờ xuống còn có 52-53 ngàn thôi. Rồi chưa kể đến đó, người mua xe sẽ được chính phủ Hoa Kỳ trả lại 7.500. Thành ra họ giảm cái giá xuống mạnh vô cùng để cạnh tranh tất cả những xe khác, mà cái giá này nó đang ngang ngửa với lại xe của VinFast. Và VinFast cũng phản ứng bằng cách là giảm giá của họ 6.500 đô la, nhưng mà cái giá nó cũng không rẻ hơn Tesla. Thành ra đây là một cái vấn đề rất khó khăn cho VinFast, là một cái công ty với thương hiệu mới từ một quốc gia chưa bao giờ sản xuất xe, so với một cái công ty Tesla. Bao nhiêu người lúc trước định đạt đơn mua hàng của xe Mỹ, bây giờ họ đều bỏ một phế cái nhiều để họ mua xe Tesla. Và những xe của VinFast thì lại có một cái trở hại nữa, là khi đến sắp sửa đến Hoa Kỳ đó, thì họ tuyên bố là cái xe của VinFast có thể chạy từ 262 dặm cho tới 290 dặm. Bây giờ những cái xe qua đây họ nói chỉ chạy được có 180 dặm thôi, có nghĩa rằng chạy đến 180 dặm là phải sạc pin trở lại. Thành ra những lời tuyên bố của họ đó chỉ có 70% hay 60% những cái quảng cáo mà không thiết thực. Đó là một cái điều mất lòng tin rất là mạnh, rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ cái phần mềm lại phải bị chỉnh đốn, vì hai chiếc xe VinFast VA ở bên Việt Nam, họ đã giao 4.000 chiếc xe bên Việt Nam,
là hai người có tên tuổi nói đàng hoàng, họ đang chạy cái bình pin, không biết vì lý do gì, một số chuyên gia họ nói bình pin bị nóng, chiếc xe đang chạy tự nhiên tắt ngụm luôn, không chạy được. Rồi chiếc xe khác thì chẳng những tắt ngụm mà lại shift vào cái trạng thái là parking, có nghĩa là xe nó cứng đờ, thành ra rất nguy hiểm trên đường phố. Hai chiếc xe đều có triệu chứng giống như nhau, thì một số chuyên gia nói rằng cái hệ thống pin nó không chuẩn. Thành ra đây là một cái trường hợp rất khó khăn cho VinFast, mặc dầu bên Âu Châu họ yêu chuộng cái chiếc xe này vô cùng, chưa có chiếc xe ra đời ở ngoài đường nhiều, nhưng mà những cái báo mà review về xe đó, bên Đức, bên Ý, bên Ý đại loại, bên Pháp, bên này nọ Âu Châu, họ khen xe VinFast lắm. Họ nói rằng cái design nó là một design của một người danh giá của Ý đã đưa chiếc xe VinFast đẹp hơn xe Tesla gấp mấy lần. Những cái head up display ở trên kính xe chứ không phải nhìn xuống, chiếc xe ngồi rộng hơn, luxury hơn, screen ở trên đó là 16 inch chứ không phải nhỏ li ti như những chiếc khác. Mặc dầu Tesla có những cái screen rất là lớn để mà đưa information cho những người lái, họ khen vô cùng, nhưng mà họ không chú ý nhiều vào cái khả năng cái xe chỉ chạy có 180 dặm, mà họ lại chú trọng vào cái design. Thành ra VinFast hiện tại gặp khó khăn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng không phải VinFast và Tesla, rất nhiều công ty đang ra đời, cho ra đời những chiếc xe. Ví dụ hiện tại đó, chúng ta thấy đó là xe Audi cũng đã ra đời, xe Mustang của Hoa Kỳ cũng ra đời, xe Mercedes đó, ra đời, cái giá mắc hơn nhưng mà xe chạy trên 400 dặm, gần như 500 dặm mới sạc lại một lần bình pin. Rồi những chiếc xe của Kia, của Hyundai, General Motors, của Ford đều ra đời một lượt hết. Thành ra sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt. Mà cái nguy hiểm nhất cho VinFast là những chiếc xe này giá, nhất là những chiếc xe Hyundai hay là Kia đó, giá chỉ có 40 mấy ngàn đô la so với lại chiếc xe của VinFast, mặc dầu đã hạ giá rồi, vẫn còn 52 ngàn. Mà trong cái 52 ngàn đó lại không có bình điện, có nghĩa là phải thuê bình điện mỗi một tháng 180 đô la. Và họ hứa rằng họ bảo đảm bình điện ngoài ngoài hả hư thì họ thay đổi. Còn những chiếc xe Tesla, những cái xe Hoa Kỳ là có bình điện luôn. Thành ra sự cạnh tranh rất là khốc liệt và khó khăn cho VinFast trong thời gian tới, thưa cô. Dạ vâng, quả thật như vậy thưa giáo sư. Và một cái điểm mà phải gọi là tay trên của Tesla nữa là Tesla đã có một cái hệ thống supercharge, hệ thống mà sạc điện toàn Hoa Kỳ đã rất là dày đặc và đặt ở rất là nhiều nơi để tiện lợi hơn cho những người tiêu dùng. Và đó cũng là một điểm mà tất cả những cái hãng cạnh tranh khác cũng phải nghĩ tới khi mà đưa ra những cái sản phẩm của mình vào thị trường của Hoa Kỳ. Và kính thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, đến đây thì thời gian của chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp ngày hôm nay cũng không còn nữa. Hình như rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã luôn mang đến những thông tin rất là thú vị, rất là bổ ích cho chương trình. Xin kính chúc giáo sư thật là nhiều sức khỏe và xin kính hẹn gặp lại giáo sư trong những chương trình kỳ tới. Dạ vâng, xin hẹn cô Hà Nhi và quý khán thính giả của đài SBN Texas vào giờ này vào tuần sau. Radio Sài Gòn Dallas, đài phát thanh đáp ứng mọi nhu cầu thông tin và thương mại của người Việt tại vùng Dallas Fort Worth và trên mạng lưới internet toàn cầu ở địa chỉ www.saigondallasradio.com. Quý đồng hương muốn rao vặt, chúc mừng, thông báo tin vui, cảm tạ, cảm ơn. Radio Sài Gòn Dallas luôn là nhịp cầu nối giữa quý vị với người thân và đồng hương. Quý vị muốn được tất cả các khách hàng biết đến cơ sở thương mại và dịch vụ của mình, xin hãy quảng cáo trên Radio Sài Gòn Dallas. Chúng tôi luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị để phát triển kinh doanh và mang lại sự thành công cho quý vị. Radio Sài Gòn Dallas, tiếng nói của người Việt tại Dallas Fort Worth. Điện thoại 214-389-2563, 214-389-2563, 214-389-2563.